có thể tiết lộ một chút xíu là lúc đó thì với một diễn viên điện ảnh và một ca sĩ đi hát thì cái thu nhập tại nào nó cao hơn và mình sống ở như thế nào? Nếu mà không có hàng đêm đi hát á, thì chắc ảnh không bao giờ có tiền để đi đóng phim. Như vậy là đóng phim vẫn là một cái... Anh biết một cuốn tập của Bóng Bầy Lật Ngựa đó, mỗi năm quay có một tập thôi. Một năm có một tập? Một tập mà mỗi tập trả 5.000. 5.000 đồng cái thời đó. 5.000 đồng bây giờ để cho bạn đọc dạng dung là không có giá trị. Tính là tiền bây giờ 1-200.000 vậy đó. Ủa sao ít quá vậy? Ít lắm, tại là bây giờ nếu mà không có đi hát thì không có tiền đi đóng phim. Là đêm đi hát để lấy cái tiền đó cho ảnh, buổi sáng anh đi đóng phim, anh ăn, anh xài. Thật là thú vị, kia nghe chị nói rất là thú vị. Bởi vì là những cái dư luận với những cái người hâm mộ anh Tính ấy phải cho rằng những cái phim đó là có thu nhập rất là cao, đời sống rất cao. Có đi theo rồi mới thấy. Khi anh thành diễn viên đóng phim hay là đóng kịch thì nó là anh đã từng là một ca sĩ. Ca sĩ trong trường, trường mà Tử Thi á. Rồi đi tới đi lên đại học Luật Khoa học chung với tôi. Và tôi đã cũng là ca sĩ và anh cũng đã là ca sĩ. Thế chị là em thấy cái bức hình này rất là dụng. Đúng rồi, đây là nhạc sĩ ca sĩ Quốc Dũng mà chồng của Bảo Yến bây giờ đó. Bảo Yến hát chồng nhà chồng Bảo Yến. Chồng Bảo Yến. Kế bên là ông xã tôi, anh Chánh Tính. Bên đây là ông Hề Phi Thòa gạo Phi Thòa đó. Còn cái này hình như là một cảnh phim của chị. Cảnh phim của anh Tính quay với Hà Tiên. Hà Tiên. Bên mà áo đỏ là Lê Công Tuấn Anh. Có rất nhiều diễn viên. Nó có thể nói là các thế hệ. Ví dụ như đây là có Hồng Hà, Ngô Thanh Vân, có Diệm My, Trịnh Kim Chi ạ. Trịnh Kim Chi mà con em giáo viên Trịnh Nguyễn, Ngô Thanh Vân. Ngô Thanh Vân. Như thế có thể thấy rằng là cái con đường làm điện ảnh của anh Chính Tính xuyên suốt gần như là nối giữa cái thế kỷ này, nối giữa cái thập kỷ này với thập kỷ khác. Và những cái phim liên tục từ hình sự đến lịch sử, hình sự, phim trinh thám. Chúng tôi đang ngồi trong phòng và rất cảm động, rất xúc động để có thể nói về một diễn viên nổi tiếng của chúng ta vừa mới ra đi. Và vâng, đây là những cái hiện vật, những cái kỷ vật anh Nguyễn Chính Tính đã để lại. Có thể nói rằng là đây là những cái phù điêu, những cái tượng mà trong đó thiếu gì rất nhiều cái huyền thoại cũng như những cái năm tháng phấn đấu công hiến làm nghệ thuật của một diễn viên điện ảnh. Em được thấy trên bàn này có một cái tượng mà hơi khác so với những cái tượng đang để đây. Chị có thể nói chút xíu về cái đây là bức tượng trước năm 77-75. Trước 75 luôn là của ông tổng thống Thiệu đã trao tặng cho anh Tính là diễn viên phụ trong phim Đời Chưa Trang Điểm của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Nó quay vào đầu tiên đóng phim là được cái giải này luôn. Là huy chương vàng của diễn viên phụ. Rồi tiếp theo là những cái giải thưởng, em thì em không có nhớ chính xác lắm à. Đây là cánh diều vàng. Cánh diều vàng đúng không? Đây là cánh diều vàng của toàn quốc. Đây là cánh diều vàng cho phim truyện ngắn xuất sắc nhất. Thì em không nhớ là cái này là bạc tên bạc. Đúng rồi, này là bạc, đây là vàng. Thì một cái là dành cho phim truyện ngắn xuất sắc, còn cái vàng là đạo diễn xuất sắc dành cho phim truyện video ngắn luôn. Đây là ba em vẫn thường hay nói, đây là hai cái giải mà ba em là người đi tiên phong cho việc là phim truyện ngắn đó con. Phim truyện ngắn chú là tiên phong đó, cũng làm phim truyện ngắn hai cứ mỗi lần phát ra rạp đó là hai phim chung một cái bộ phim với nhau. Thôi xin lỗi, đó là hai cái này. Trên tay của tôi là các bạn biết là đây là giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2008. Nhưng đặc biệt là cái giải này tôi thấy ghi là cánh diều vàng tặng đạo diễn xuất sắc nhất của phim truyện.
Như thế các bạn thấy rằng là anh Nguyễn Trấn Tính, ngoài một diễn viên rất nổi tiếng thì anh làm phim, anh cũng được những cái giải thưởng rất có uy tín. Còn cái tiếp tục bên cái này là cái gì chị? Cái này là hai cái bàn tay của thật của anh, là người ta kêu đi tới. À, bằng sáp. Bằng sáp? Bằng cái gì không biết. Rồi người ta lấy cái dấu bộ, tay của mẫu trên tay mình. Nhưng mà lấy in vô hết mà cái cốc đưa lên là cũng củ hổng. có mình ba mình là có cái dấu tay lạ nhất luôn á. Mặt bàn á. Cái này là hình của ba Tính đang làm cái dấu tay. Dạ, cái dấu đó là hai bàn tay thật của ông hết. Bên bên phải, bên trái nữa. Còn đây là một cái giải thưởng hình như là của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ đúng rồi, Hội Điện ảnh ấy. Dạ. Chị Trân có thể nói sơ về cái giải thưởng đấy mà. Ngôi nhà ăn khóc xuất sắc lắm. À, là phim Anh Tính đạo diễn. Dạ. Ngôi nhà ăn khóc. Ngôi nhà ăn khóc. Cái phim hình như cũng là một trong những cái phim ma đầu tiên mà. À, phim ma, phim kinh dị. Phim kinh dị đó, ảnh lần đầu tiên đóng với lại chị Hồng Vân. À, như anh nhớ anh Tính cũng có làm một số cái phim kịch bản là nhà thơ Bùi Chí Vinh viết. Đúng, nhiều lắm. Đó là hai cái giải phim này đó. À, Bùi Chí Vinh viết. Vinh cũng làm phim viết kịch bản trước. Rất nhiều. À, thưa các bạn vừa xem một cái chương trình rất thú vị Duyên dáng Việt Nam của chúng tôi thực hiện tại nhà của anh Nguyễn Chính Tính, những cái kỷ vật, những kỷ niệm, có những cái giải thưởng để lại cho cuộc sống trước khi ra đi. Thay mặt cho những cái người làm chương trình cũng như thay mặt cho tập đoàn Thanh Niên, thay mặt cho Duyên dáng Việt Nam, em xin cảm ơn chị Trâm, cảm ơn Nguyên giúp tụi anh buổi chiều nối kết từ gia đình mình để đến với lại người xem, và cũng chúc cho chị luôn luôn có sức khỏe, chúc cho em thành công trong công việc. Tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại trong chương trình tới.